Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập hôm nay á, là 389. Quỳnh tiếp tục kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh có thật. Nếu mọi người thích tập truyện này, mong mọi người hãy cho Quỳnh một nút like, một nút đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo. Mọi người có thể gửi chuyện cho Quỳnh qua hai đường liên kết, qua Gmail là nguyenthiyenquynh01a@gmail.com. Thứ hai á, là qua fanpage Facebook Y Quỳnh 23. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những câu chuyện trong ngày hôm nay Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng gửi về cho Quỳnh, không có mục đích công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong mọi người hãy nghe nó mang tính giải trí và khách quan. Giờ chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Gặp ma vào ngày 31 tháng 10. Những bạn nào sành điệu nghe đến đây sẽ biết ngày đó là ngày gì. Halloween, lễ hội ma quỷ ở phương Tây. Ở tập trước, tập 388, Quỳnh đã kể cho mọi người nghe hai lần bạn Hải Đăng gặp ma. Bạn Đăng là nữ nha. Lần đầu tiên là trong chính ngôi nhà của bạn. Lần thứ hai là ngay chỗ con đập nước lớn, gần nhà đứa cháu gái. Nếu lúc đó đứa cháu gái không soi đèn đến chỗ bạn thì bạn sẽ không chạy xe được và sẽ đứng ở đó đến sáng hôm sau luôn. Bạn nói, bạn kêu, bạn la đâu có ai nghe được đâu. Chịu. Còn lần này bạn thấy người ta ngay mảnh đất kế bên nhà mà không biết là người ta chỉ cho bạn thấy, dọa bạn thôi, hay là tìm đến bạn có mục đích gì. Bạn nói lúc đó là bạn còn đi học. Bạn học buổi chiều á, khoảng 4h30, 5h, mẹ lên lớp tìm bạn, kêu bạn ra, nói rằng: "Nè, chìa khóa nè, một tí về nhà ăn cơm ăn nước đợi ba mẹ về, ba mẹ đi đám của người quen." Thì bạn cũng dạ. Sau đó là bạn cầm chìa khóa bước vào phòng. Lúc này mấy đứa bạn nó ngồi á, cái bắt đầu nó biết cái tánh bạn sợ ma, nó chọc: "Ê ê ê, mà ở nhà một mình nha, tối nay coi chừng gặp ma nha." Bạn giỡn lại với tụi nó: "Tôi là tôi không có sợ ma nó đâu." Cái ngồi vào lớp á, tiếp tục học. Học xong đến lúc khoảng 5 giờ mấy là bạn tan trường, về đến nhà. Trời nó cũng nhấp nhá là gần tối rồi. Cái tánh của bạn đi sợ ma, bạn bật hết đèn luôn. Xong rồi á, bạn ăn cơm ăn nước trong nhà, không dám ở trong nhà một mình, tại vì nhà của bạn sát mé sông, sau nhà của bạn là cái sàn nước. Mặc dù biết rõ là có cái cửa sau, đóng cửa sau lại sẽ không thấy cái sàn nước, không thấy mé sông nữa, nhưng bạn vẫn sợ. Với trí tưởng tượng của một đứa sợ ma, bạn hình dung ra là có một người nào đó sẽ bò từ dưới sông bò lên, mở cửa sau bước vào nhà bạn. Tại vì bạn đã từng gặp ma trong nhà một lần rồi nên bạn sợ dữ lắm. Cái bạn hình dung ra như vậy, bạn không dám ở trong nhà. Ăn cơm ăn nước xong, chạy lon ton ra đằng trước sân nhà. Thì trước sân nhà bạn có một cái ghế đá, bạn thường ngồi đó đợi đến khi ba mẹ về bạn mới dám vào nhà. Lúc đó cũng tầm 6 giờ, bạn ngồi trước ghế đá nhìn xe chạy qua chạy lại cho đỡ sợ. Trước nhà bạn không có đèn đường đâu, chỉ có đèn từ nhà trước của bạn á, bật hết rồi nó hắt ra thôi. Hàng ngày đoạn đường này cũng đông người lắm nha. Tại vì á, là đối diện nhà bạn, xéo xéo phía bên tay trái có một cái quán nhậu. Cái đoạn đường này đông khách là do quán nhậu đó đó. Nhưng mà hôm nay cái chú chủ quán cũng đi đám cưới cùng chỗ với ba mẹ bạn nên là đóng cửa luôn. Đoạn đường này nó tối mờ tối mịt, hôm đó nó vắng tanh. Thì phía bên tay phải của nhà bạn là một mảnh đất trống, do là gần mé sông á, người ta để dành làm bờ kè, là có đậu mấy cái tàu, mấy cái vỏ lãi. Nhưng mà đợt đó là không có tàu luôn, chỉ có vỏ lãi thôi. Phía bên tay trái sát nhà bạn luôn á là có 2 đến 3 cái tum nhậu, giống như cái nhà lá gì đó. Rồi sát bên mấy cái tum đó là một cái mảnh đất nhỏ, cũng là cái bờ kè, cũng có đậu vài cái vỏ lãi. Từ chỗ bạn ngồi nhìn ra là có thể thấy được mấy cái vỏ lãi đó. Ngồi trước ghế đá bấm điện thoại thì thấy là cũng có xe qua lại, nhưng mà bấm từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối luôn á, chắc được 1-2 chiếc xe. Thì bấm một hơi, bạn cảm giác xung quanh là nó yên ắng lắm nha. Tại vì nhà dân á, đến giờ người ta ngủ hết rồi, khoảng 8 giờ mấy tối là người ta đóng cửa, người ta ngủ rồi, bắt đầu người ta cũng tắt đèn đi. Thì bạn ngồi một hơi, gió nó nổi lên, sát mé sông mà nên không khí nó hơi thoáng, thổi thổi vậy đó, bạn có chắc lạnh nha. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục ngồi bấm. Cái một đợt gió nó thổi một cái nữa là bạn lạnh, bạn run người luôn á. Bạn phát giác ra cái luồng gió này là từ cái phía bờ kè, chỗ mấy cái tum á. Thì bạn có nhìn qua đó, bạn coi, bạn thấy trước một cái vỏ lãi đang đậu ở trên bờ nha. Thì có một cái người nào đó, cái đầu của người ta cứ lấp ló cho vỏ lãi vậy nè, trước cái đầu vỏ lãi luôn, lấp ló. Xong các bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy được nửa người trên thôi, phần dưới người ta không có chân. Khi thấy hình ảnh đó bạn giật mình nha, bạn nhìn xuống cái điện thoại nè, trời ơi, có khi nào nhìn nhầm ta. Các bạn đứng hẳn người lên nhìn về phía cái vỏ lãi đó một lần nữa, đúng nha, giờ là cái người đã đứng trước vỏ lãi luôn mà có nửa thân trên thôi. Do là cái phía đó nó không có đèn, bạn chỉ thấy được là người ta đang thù lùi
mà từ cái hông trở lên thôi, phần chân không có. Bạn thấy là người ta kiểu đang lại gần bạn nữa, tiến lại gần á, bạn mới sợ quá, bạn chạy thẳng vô nhà, bạn khóa cửa lại, bạn lấy điện thoại bạn điện cho mẹ. Mà lúc này bạn điện, tay mẹ nó run gì nè, run, bạn mếu máo hết. Mẹ bắt máy á, mà hỏi chuyện gì, bạn kêu mẹ về đi, mẹ về lẹ đi, mẹ về đi. Mẹ la bạn kêu á, ở nhà đi, khóa cửa lại, rồi đợi mẹ xíu. Rồi sau đó bạn điện cho chị hai, điện cho chị hai kêu chị hai á là chị hai ơi kêu mẹ về đi, rồi bạn kể cho chị hai nghe, rồi bạn sợ bạn quýnh hết luôn, bạn khóc toáng lên trên điện thoại hết. Rồi chị của bạn mới trấn an kêu rồi rồi đợi chị hai một xíu, đợi chị hai một xíu. Chị hai điện cho mẹ, chị hai thương bạn lắm nên chị hai điện cho mẹ kêu là nhất quyết mẹ phải về với bạn. Thì lúc mà chị hai cúp máy xong, bạn có ló mắt ra chỗ khe cửa nhà bạn á, bạn nhìn ra, bạn thấy người đàn ông đó không còn đứng ở chỗ mảnh đất kia nữa, mà bây giờ đứng trước cổng nhà bạn á, ló cái đầu vô nhìn. Và người ta lướt nha, lướt chứ không phải là đi nữa, tại người ta đâu có chân đâu, bạn thấy người ta kiểu lướt và bay á. Bạn sợ điếng người, bạn tiếp tục điện cho chị hai, điện chị hai bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì chị hai nói chuyện to ở bên loa để cho bạn đỡ sợ. Tầm 5 đến 7 phút sau mẹ chạy xe máy về, không có ba, chỉ có mẹ thôi. Thì mẹ tiến vào, bạn thấy mẹ về bạn mừng rỡ luôn á. Xong rồi bạn mở cửa ra, bạn chạy ra, bạn khóc bù loa chứ á, bạn kể cho mẹ nghe. Thì mẹ mới kêu là từ 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 từ. Xong á, mẹ nghĩ là bạn thần hồn nát thần tính, là tự dọa bản thân thôi. Có khi người nào người đó đi qua lại chỗ này nè, rồi bạn nhìn nhầm. Bạn cùng mẹ đi qua mảnh đất phía bên phải, xác nhận coi bạn có gặp hay không. Thì đi qua chỗ mấy cái tum nhậu, xong rồi tới bờ kè nhỏ đó, cái chỗ đó bạn thấy người ta, nên bạn sợ lắm. Bạn cúm núm như nè, bạn đi sát mẹ luôn, mà đi sát bên trong đường á, không dám sát bên phía dùng mấy cái tum như là cái bờ kè. Thì đi thêm khoảng 10 đến 15 bước nữa là sát bên bờ kè đó luôn, có một cái quán cháo, cái cô đó bán cháo đêm, bán lâu đời rồi. Thì cô ngồi cô bán, mẹ lại mẹ hỏi bà hồi nãy giờ có ai đậu vỏ lãi hay là đi từ cái phía bờ kè vô không, hay là có ai qua lại không. Cô đó mới trả lời không, hôm nay tao còn bán ế nữa mà, nãy giờ có xe qua lại không à, đâu có người nào đi qua đâu. Lúc đó mẹ mới thật sự tin bạn đã gặp những thứ không sạch sẽ. Cái mẹ dặn bạn về là từ cái lúc mẹ nói chuyện với cô đó xong, về đến nhà mẹ không nói thêm lời nào luôn, mẹ im phăng phắc gì đó. Dẫn bạn vào tới trong nhà xong mẹ khóa cửa lại nha. Không rõ gia đình của bạn có cúng kiến gì hay không, nhưng mà trong khoảng thời gian dài bạn ở nhà bạn không gặp ma cỏ gì nữa. Và bạn rút kinh nghiệm, cái quán nhậu đó mà đóng cửa một cái ở ngoài vắng tanh á, bạn không ra ghế đá ngồi, ngồi chỗ có ánh sáng mà ngồi trước nhà thôi, cũng không dám vô nhà ngồi luôn. Chuyện tiếp theo bạn gặp phải, bạn gọi tên nó là khu trọ có ma. Đây là cái chuyện bạn gặp khi mà bạn đã lớn rồi nha. Lúc đó là học xong, đi làm được vài năm, biết yêu, yêu xong bạn và người yêu hợp tính á, tiến tới hôn nhân. Hai đứa về quê làm đám cưới xong, về lại Bình Dương, tại vì công việc của hai đứa đều ở đây. Rồi bắt đầu chuyển trọ. Cái phòng trọ nào mà rộng thoáng mát cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng chạy xe đi tìm mọi ngõ ngách luôn. Rồi bắt đầu thấy là trước một con hẻm nhỏ có để là phòng trọ còn trống. Hai đứa chạy xe vào, thấy một khu trọ rất là lớn. Khu trọ này vài chục phòng á, rồi thấy nó chia ra từng khu là khu 1, khu 2, khu 3, khu 4. Thì bạn và chồng quyết định chọn khu 2. Khu 2 này đối diện một cái mảnh đất trống có cây cối nên nó thoáng hơn. Khu số 2 này maximum là 6 phòng. Thì xem hết phòng số 3 với phòng số 6 kết luận lại, phòng số 6 nó rộng, nó thoáng, nó mát hơn, nhưng mà giá cả của hai phòng đều hợp lý. Hai vợ chồng dự định sẽ đặt phòng số 6, nhưng mà sau đó chồng của bạn sực nhớ, chồng làm bên ngành bất động sản, không có được mướn phòng đầu và phòng cuối, nên là bạn với chồng quyết định chọn phòng số 3. Bắt đầu đặt cọc nha, ký hợp đồng. Cái hôm đó chủ nhật hai vợ chồng rảnh nè, bắt đầu đến phòng trọ dọn dẹp rửa, rồi bắt đầu xem là sẽ đặt đồ đâu đâu đó. Trong lúc dọn xong, hai vợ chồng nghe được tiếng mấy đứa nít đó, nó nói chuyện là có một đám nít học sinh đó, nó đi qua nha. Cái nó nhìn vào phòng, nó thấy hai vợ chồng dọn dẹp, nó bảo là ê, có người dọn vô ở nữa kìa, có người dọn vô ở rồi kìa. Cái đám học sinh nó đứng khựng lại, đứng trước cửa phòng bạn luôn, nó hỏi chị ơi mấy hôm trước tụi em chơi đá cầu á, tụi em đá trái cầu vô trọng á, mà lúc lại gần á thì không thấy cầu đâu hết á, chị có thấy cầu của em không. Mấy đứa học sinh nó lại bảo rõ ràng á là em đá nó văng như cửa sổ, mà em chạy lại nhìn cửa sổ từ ngoài nhìn vô á, không thấy nó đâu hết. Thì bạn mới nhớ nãy giờ mình dọn dẹp có thấy trái cầu không, là không có nha. Bạn mới trả lời là không, nãy giờ chị không có thấy. Sau đó là mấy đứa nhỏ nó dạ em cảm ơn, nó đi thẳng vô nhà nó. Thì bạn với chồng nghĩ là trời, có khi là ông chủ phòng trọ thấy mấy đứa này đá vô, cái ông mở cửa ra ông lấy thôi.
là hai đứa tiếp tục dọn. Có điện cho mẹ của hai bên, xong rồi mẹ của bạn á, có nói là mấy đứa coi đi mua trái cây nhang đèn á, cúng trước khi dọn vào đi, mình xin đất đai đó đó phù hộ cho mình ở được, người ta cho mình làm ăn lên nữa. Thì chồng của bạn làm trong nghề bất động sản mà anh rất là tin. Cái trước cái hôm dọn vô á, hai vợ chồng của bạn mua một con gà, luộc nó lên, trái cây cũng linh đình lắm. Rồi chồng của bạn khấn phù hộ cho hai vợ chồng của con ở đây bình an, làm ăn suôn sẻ thuận lợi. Nếu mà con bán được đất thì con sẽ cúng xem như trả lễ là cúng lớn. Xong rồi hai vợ chồng dọn vào. Lúc mà hai vợ chồng bạn đi tìm phòng trọ là bạn mang thai tháng thứ 3, thứ 4 rồi. Thì hai tháng đầu chồng bạn bán được đất cúng rất là lớn, tại vì thưởng cũng nhiều. Nhưng mà những cái tháng sau thì nó không có được thuận lợi cho lắm, do đó cũng ít tiền, nên là chỉ cúng một là trái cây, hai là bánh kẹo thôi, mà vẫn có cúng nha. Bạn ở đây năm tháng mấy, gần 6 tháng thì chủ đất đối diện người ta có đem gà đá về nuôi đâu 5-7 con á, nó rộn hết trơn á, vui lắm, sáng nào nó cũng gáy hết. Thêm vào đó người ta nuôi thêm một con chó mực, mà con chó này rất là hung dữ, người ta cuột nó vô cái cây đối diện nhà bạn luôn. Trời đất ơi, ngày nào nó cũng sủa. Thì những ngày đầu mỗi lần mà hai vợ chồng bạn mở cửa ra là nó sủa. Hai vợ chồng đi ra đằng trước ngồi, nó cũng sủa. Hôm đó hai vợ chồng ngồi trước á, nhìn nó. Thì nó ở bên bển, nó cứ nhìn hai vợ chồng nó sủa thôi. Hai vợ chồng ngồi đây nhìn nó, rồi giỡn với nhau. Trời, chó chắc nó thấy ma nó sủa. Hai vợ chồng giỡn thôi nha. Xong rồi vẫn đóng cửa. Nó sủa mệt nghỉ luôn. Nó sủa đến khi nào mà nó khát nước hoặc nó đói, nó sẽ không sủa. Nó ăn no, nó uống nước đủ, nó sủa tiếp. Nó sủa mà lúc đầu thì mọi người thấy bình thường, nhưng sau đó lại thấy con chó này nó hơi ồn. Sau đó cái thai của bạn nó cũng lớn, khoảng 7 tháng mấy, nên là chồng bạn có khuyên á, em ở nhà đi, chồng mày không có an tâm cho bạn đi làm. Bạn cũng cân nhắc suy nghĩ là nên ở nhà. Thì sau đó bạn xin nghỉ việc, rồi bạn ở nhà. Những cái việc ở nhà của bạn chỉ có thể là nấu cơm, xong rồi làm lặt vặt việc trong nhà, rồi chơi điện thoại, đi tới đi lui, đợi chồng về. Thì cái hôm đó chồng của bạn nói là anh bị hư điện thoại rồi, hư nặng lắm, anh sửa 2-3 hôm mới xong, em cho anh mượn điện thoại đi, rồi khi nào sửa xong anh trả lại cho em. Thì bạn đưa điện thoại của bạn cho anh, tại vì anh làm công việc mà. Những ngày tiếp theo bạn không có điện thoại chơi á, thì bạn nấu cơm nước cho chồng xong, làm việc nhà, lặt vặt, rồi đi nói chuyện với mọi người xung quanh, rồi về phòng ngủ trưa. Hôm đó bạn ngủ đến khoảng 3 giờ mấy chiều á, bạn giật mình. Lúc bạn nằm bạn giật mình tỉnh giấc á, mắt của bạn nó mở mờ lắm. Bạn chỉ thấy được là ở dưới chân của bạn á, cái khúc chỗ nhà bếp, có một người đàn ông đang đứng. Bạn thấy là dáng người đàn ông mà đen thùn lùi thôi, thấy được cái bóng không à. Bạn thấy cái người đó đứng nghiêm mình vậy nè, nhìn bạn đứng nghiêm nha. Sau đó là bạn nghĩ trong đầu á, à chắc chồng về. Bạn nhắm mắt bạn ngủ tiếp. Đến khoảng 4 giờ mấy học sinh đi học về, nó đi qua cái đoạn đường bãi đất trống á, nó đi qua xong nó nói chuyện sùm hết, các bạn giật mình bằng tỉnh giấc. Lúc giật mình tỉnh giấc xong á, bạn cố gắng bạn gượng dậy. Cái người của bạn thì nó nặng nề, đầu của bạn thì nó nhức như búa bổ. Bạn gắng lắm bạn mới bắt đầu ngồi dậy được. Một phần vừa thức dậy hơi mệt, phần thứ hai là bầu bì to, do đó đi đứng hay di chuyển cũng khó khăn. Lúc bạn ngồi được rồi á, thì bạn mới suy nghĩ, mới 4 giờ mấy chồng chưa về đâu. Nãy thấy ai ta? Chồng bạn 5 giờ mới tan ca, xong rồi chạy đến nhà khoảng 5 giờ mấy, 5 rưỡi. Xong rồi bạn đứng dậy nha, rồi tiến về phía cửa cho nó thoáng, dễ thở hơn. Nhưng mà bạn vừa bước ra chỗ cửa thôi, con chó mảnh đất đối diện á, chó mực á, nó thấy bạn nó sủa in nổi luôn. Hồi nãy giờ nó ngồi im mà bạn bước ra nó mới sủa. Nó sủa xong, nó sủa đã rồi, cái sủa càng ngày càng lớn á. Bạn tức quá, bạn cầm cái chai xịt bụi ở dưới chân của bạn, sát bên cửa ra vào á, bạn chọi qua nó, bạn kêu mày im đi, bạn cấu. Rồi bạn tiến vào bên trong nệm á, bạn ngồi xuống, mà bạn ngồi thẫn thờ nha, trong đầu không một suy nghĩ nào chạy qua hết, ngồi đến khi chồng về luôn. Chồng vào tới cửa thấy bạn ngồi thẫn thờ như vậy á, thì mới lại gần hỏi em sao vậy, có chuyện gì hả bạn? Không gì, giống như có ai bịt miệng không cho nói. Thì hai vợ chồng dọn cơm nước ra ăn. Hôm sau á, bạn cũng ngủ trưa thì bạn tỉnh giấc. Lúc bạn tỉnh giấc á, là tầm trưa chiều bằng cái giờ hôm qua, khoảng 3 giờ mấy 4 giờ thôi. Nhưng mà cái người của bạn nó nặng hơn thường ngày, cái bụng của bạn á giống như có ai ngồi đè lên, cảm giác nó đau, nó nhức, nó nhói. Xong rồi bạn lại cảm giác là có cái bàn tay á, nó xoa lên bụng của bạn, không phải là xoa theo kiểu vuốt ve nhẹ nhàng đâu, không, xoa vậy nè, giống như nắng con của bạn và đẩy con của bạn về cái phía dưới vậy á, muốn nôi con của bạn ra. Bạn đau, bạn nhức quá, bạn chịu không có nổi, nhưng mà cái người của bạn không có mở mắt, không có di chuyển được. Nó nặng nề, nó mê man. Bạn chỉ biết nằm chịu trận cho đến khi khoảng 4 giờ mấy học sinh về. Thì nói chuyện to tiếng quá, bạn mới mở mắt to ra được. Lúc này bạn
chớp lấy thời cơ nha. Bạn cố gắng á, bạn lấy tay bạn chống 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 qua cái gối ôm hoặc là con gấu bông kế bên bạn, nó to cỡ gì nè, bạn chống vậy, bạn ngồi ngồi vậy được rồi nha. Xong rồi bạn ngồi thẫn thờ, thở gấp giống như là nãy giờ bị đuối nước vậy, bị ngạt á, không thể đứng dậy được, người nặng lắm. Thì bạn ngồi thẫn thờ bạn thở, sau đó lấy lại bình tĩnh, thở đều thở đều thở đều. Đến 5 giờ mấy chồng về, chồng bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Lúc này bạn ấm ức quá bạn mới kể, mà vừa kể vừa khóc, kể hết cho chồng nghe luôn. Thì chồng mới sực nhớ hôm nay 15 mà anh chưa có cúng. Chồng bạn tất bật chạy ra ngoài chợ mua ít trái cây nhang đèn và vào tới trong nhà cúng. Chồng bạn mới khấn mấy tháng nay không phù hộ cho bán đắt được, sao còn về tìm. Thì từ ngày chồng bạn cúng xong đến về sau này luôn, không còn cảm giác khó chịu nặng nề hoặc là ai đó soi bụng bóp bụng bạn, cũng như không có thấy bóng đen luôn. Mà lạ một chỗ, chồng bạn đi làm hoặc đi đâu đó là bạn ở phòng sẽ nghe tiếng cái cửa toilet đó, nó đập, nó cứ cạch cạch lâu lâu lại như vậy, hoặc là nó sẽ rung lên cạch cạch cạch, nó bị rung giống như là ai đó khoan tường vậy. Chồng của bạn ở phòng thì nó lại yên tĩnh. Rồi bạn có nói cho chồng nghe, kể hết cho chồng nghe luôn. Chồng dùng nhiều cách phòng tà lắm nha, nhưng mà nó không có kết quả. Thì đến khi bạn sinh em bé, bà ngoại chồng lên ở với hai đứa bạn để chăm cho bạn sinh. Thì lúc bạn sinh được 1 tuần, bạn đã về phòng trọ rồi. Bà ngoại chồng cũng nói, thôi con về quê đi, để cho chồng ở đây làm. Về quê là rộng rãi, là dễ chăm con hơn. Bạn nói là dạ không có được đâu, con mà đi nha là anh ở đây anh nhậu dữ lắm. Thôi đợi đi, rồi gần Tết là về luôn cả hai. Thì bà ngoại chồng cũng kêu, được. Thì cái hôm đó, bà ngoại chồng đang ngủ ở trên gác. Tự nhiên bà ngoại chồng thấy á, là có một đứa học sinh nó đứng ở chỗ cửa sổ, nó nhìn vào phòng bạn, cái nó kêu bà ơi bà, cái nó lại chỗ trước cửa phòng, nó đi thẳng ngoài sau bếp, nó biến mất tiêu. Lúc này bà ngoại chồng mới giật mình tỉnh giấc. Lúc bà ngoại thấy nó ngoài cửa sổ là tưởng một đứa con nít học sinh bình thường thôi, nhưng khi nó đi đến vào trong phòng, chỗ cái bếp của phòng bạn á, nó biến mất thì biết là gặp ma rồi. Và sau đó chỉ vài hôm thôi, vào một đêm khuya bà đang ngủ trên gác thì ai đó giật cái mền của bà khiến cho bà tỉnh giấc. Lúc bà mở mắt ra, bà thấy rõ ràng ở dưới chân bà là một người đàn ông. Cái ông đó đó, ông giật, ông cầm cái chân bà, ông kéo nè, bà đi chưa, bà đi, ai cho bà ở đây, đi đi, tôi bắt bà bây giờ, tôi bắt bà bây giờ. Vừa cầm cái chân của bà gật cực, bà đau lắm, bà la lên. Hai vợ chồng của bạn ngủ dưới đất, bà ở trên gác, bà nói bà la la lớn, bà la vang khắp phòng luôn mà hai vợ chồng không có nghe. Ngặt nổi á, là bạn là người phụ nữ mới sinh, bạn rất là nhạy với âm thanh mà bà la như vậy bạn cũng không nghe luôn. Bà nói bà la, bà niệm Phật một hơi á, thì bà mở mắt ra thấy ổng mất tiêu. Sáng á, bà mới đem chuyện này kể cho hai vợ chồng trong lúc ăn cơm. Bà nói là bà gặp mấy ngày trước rồi, nhưng mà bà nghĩ là kể cho bạn á, thì bạn sẽ sợ, bạn mới mang thai nữa, sợ sốc rồi sợ nghĩ này nghĩ kia nghĩ nhiều á, nên là bà im. Nhưng mà hôm nay thì quá quắt lắm rồi, hai vợ chồng nên trả phòng ngay đi, dọn về dưới, chứ ở đây không có được đâu nha. Bà nói là lúc bà mới lên á, bà có đi nói chuyện với những người xung quanh, rồi những cái hàng xóm bên cạnh dãy phòng trọ này nè, người ta có nói là cái phòng cuối của cái dãy này á, có nhiều người chết lắm rồi. Và đặc biệt cái phòng mà hai vợ chồng bạn đang ở, phòng số 3 này nè, hồi xưa có người thắt cổ chết ở trong đây, là cái vong nam bạn thấy là ông đó đó, hai vợ chồng bạn cũng là ông đó ăn đó. Rồi mình mới nói với chồng bạn á, xong rồi cũng gần Tết rồi, bạn về trước, chồng ở đây đến nghỉ Tết á, rồi làm hợp đồng trả phòng để cho người ta luôn đi, thật sự là ở cũng không được đâu, bạn bị nhét cũng 2 đến 3 lần rồi. Thì tất nhiên hai vợ chồng thống nhất trả phòng, rồi sau đó là hai vợ chồng dọn về quê. Thật sự phòng số 3, phòng số 6 có người chết mất rất là nhiều luôn, nhưng mà hai vợ chồng bước vào không có phát hiện ra, không cảm thấy lạnh lẽo âm u, mà ngược lại thấy nó sáng sủa thoáng mát. Chắc có lẽ là chủ khu phòng trọ đó người ta cúng kiến thường xuyên và khấn những cái linh hồn nữa đó, nên là những người âm đó người ta không quấy không phá. Nếu mà người ta muốn đuổi đi á, là ở 1-2 tuần là người ta cho thấy rồi đuổi đi rồi. Bạn ở đến mấy tháng trời luôn, thêm cái là bạn mang thai bạn yếu nữa, mình đến tháng thứ 7, thứ 8 mang thai thì bạn mới thấy người ta. Thì đó là những cái câu chuyện trong tập ngày hôm nay. Nếu mà người nghe buổi tối thì chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau nha.